Hello, xin chào mọi người nha. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ anh em ạ. Ngày hôm nay bây giờ đang là 1 giờ sáng rồi. Thì 1 giờ 5 phút các bạn. 1 giờ 5 phút sáng. Bên mình vẫn phải đóng hàng gửi cho mọi người. Vì lý do là nhân viên bên mình nghỉ dịch. Hết chưa lên làm được, chưa lên làm lại được, giờ chỉ có hai vợ chồng làm. Mà nó thật là mọi người chốt đơn nhiều quá. Mình buộc phải đóng hàng đêm để gửi cho mọi người. Đấy, như nào hôm trước thì mình về 30 cây V50 Thiên Quy và 15 cây F9 Blue. Thế mà ấy, LG V50 Thiên Quy thì mình bán thì như còn khoảng đâu đó một chục cây sắp hết rồi. Và tất nhiên là mình lại đặt hàng. Và F9 Blue chỉ còn vài cây thôi. Đây này, đơn hàng các bạn nhìn này. Chưa đóng xong nhá, còn mấy đơn đang đóng. Thì và cũng mình cũng gửi đến tất cả mọi người là có một điều thông cảm và chia sẻ cùng cửa hàng là tình hình dịch bệnh nên là gửi hàng cho các bạn nó sẽ hơi chậm trễ hơn bình thường một chút, thì mong mọi người thông cảm và chia sẻ cùng với cửa hàng nhá. Và mình cũng sẽ cố gắng đây, phần khoe cái bọc này nữa. Đây là số lượng máy mà tức là khách sợ mất, sợ bán mất hết. Đây là V50 Thiên Quy đây nhá, khách cọc này. Tức là từng này cái con V50 Thiên Quy có con F9 nữa này và con Samsung S9 là những người ở cái vùng mà mình chưa thể ship được cho mọi người. Và mọi người sợ mình bán hết cho nên họ cọc sẵn, bao giờ ship được thì ship cho mọi người nhá. Riêng chỗ này là 6 cây rồi. 6 cây các bạn nhá. Đấy, chưa tính là đây. Chung V50 Thiên Quy thì mình về hàng đẹp lắm, chất lắm. Mình bán gần như là chạy cực kỳ luôn thì mọi người nhanh tay đặt. Và mình cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã tin tưởng ủng hộ cửa hàng mình. Và những thiếu sót bên cửa hàng mình có thiếu sót thì mình sẽ cố gắng khắc phục. Còn riêng về cái tình trạng mà hàng đi chậm thì cái này chắc là chỉ hết dịch thì mới thể khắc phục được mọi người nhé. Thì hàng thì mình sẽ cố gắng phục vụ phong phú và đa dạng cho mọi người, nhập hàng phong phú đa dạng. Đấy, và mọi người có đóng góp gì cứ đóng góp, nhưng mà mình hy vọng là mọi người đóng góp trên tinh thần là xây dựng văn minh và lịch sự, chứ đừng đóng góp theo kiểu ối trời ơi là mình không tiếp thu đâu nhá. Ok anh em, khoe mọi người đây, đúng 1 giờ sáng mà là vẫn còn đang đóng này nè. Ở đây tiếp tục đóng tiếp này, đóng tiếp nhá. Đấy, đây này. Còn 7 đơn nữa, đây nữa. Chắc là phải 2 giờ sáng mới xong. Có hai vợ chồng thôi mọi người ạ, có hai vợ chồng thôi. Đấy, thì mọi người những ai xem chưa tin tưởng thì các bạn cứ xem, bao giờ các bạn thật sự tin tưởng thì mua hàng của mình nhá. Hàng bên mình thì thường xuyên cập nhật các mẫu mới. Rất là vui luôn, được bán hàng lại, được phục vụ mọi người. Cực kỳ vui luôn. Ok, thì thôi chào mọi người nhá. Chúc mọi người có một mùa Covid mạnh khỏe, giữ gìn sức khỏe và công việc thì dần dần đi vào ổn định nhá. Ok, thôi xin chào mọi người nhá.